Xin chào mừng quý anh chị và bạn quay trở lại với Việt Nhật Auto trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì tôi lại mang đến cho quý anh chị và bạn một chiếc xe phải nói là kịch độc, rất hiếm xuất hiện tại Việt Nam. Đó chính là Renault Sandero Stepway. Chiếc xe này thì sẽ rất phù hợp đối với anh chị nào cần một mẫu xe bền bỉ kiểu Nga, thiết kế kiểu Nga, tất cả các thứ đều kiểu Nga theo đúng cái tiêu chuẩn của bên Nga ngố. Đó là cái gì cũng phải to, cái gì cũng phải chắc chắn, đi rất sướng, ăn uống thì cũng phải cỡ vodka, nhưng mà chạy sướng, phải công nhận là chạy sướng. Giá thì rất là rẻ. Chiếc xe này thì được nhập Nga sản xuất và đăng ký lần đầu 2016, một chủ từ đầu. Hiện tại thì bên Việt Nhật bên tôi đang chào bán mức giá là 455 triệu có thương lượng. Xe này đã lăn bánh được 5,8 vạn km rồi. Đấy, một chiếc xe có thể nói là rất độc. Anh em nào mà đi du học châu Âu về hoặc là công tác bên châu Âu về nhìn những chiếc xe này chắc lẽ không lạ lẫm, nhưng mà Việt Nam mình thì ít người sử dụng. Một chiếc xe theo quan điểm mà tôi phải nói là nồi đồng cối đá. Có lẽ là không cái xe nào thị trường có thể ăn được nó, về cái này khả năng có UAT thì ăn được. Phần đèn này rất là cơ bản thôi, halogen phản xạ đa hướng. Logo Renault rất to ở chính giữa và thường anh em tôi hay trêu nó là ruồi nâu. Vì nó lì lợm lắm, nó không biết hỏng là cái gì luôn, đuổi thế nào phá nào nó cũng không hỏng. Ở bên cạnh nhá thì anh em sẽ có lốp này. Nhìn quả lốp thôi nó biết nó chắc chắn như nào rồi. Cũng 5 cánh nhưng mà không phải kiểu AMG như của Mac, 5 cánh phải to cỡ bằng bàn tay này. Cái này thì đến bao giờ mới hỏng được. Lốp mid la răng 16 inch. Đó. Gương cái gì cũng to luôn. Phải nói là ngang ngố cái gì cũng chắc chắn nhỉ. Tay nắm thế này. Cửa này đóng phình phịch phịch luôn. Và đây vẫn giữ lại cái kiểu mở khóa rất là cổ điển từ những năm Liên Xô ngày xưa. Giá nóc nhá, anh em để đồ cứ thoải mái, và giá nóc này như quan điểm như công bố nhà sản xuất ấy là tầm 80 cân anh em ngồi lên thoải mái luôn. Cửa này, anh em nhìn kiểu mở cửa nhá, mở cửa như này xong chắc là mình bê nguyên tủ lạnh mình nhét vào cũng được. Rất là rộng luôn. Đấy, một chiếc xe phải nói là thực sự là thực dụng đấy. Và đúng mình di chuyển gia đình tầm khoảng 400 lấy hơn 400 lấy cái xe này thì tôi nghĩ là nhiều người lựa chọn đấy. Phần cốp của chiếc ruồi nâu rồi nhá, cũng rất là rộng. Đây, mà mọi thứ giờ nó làm là chắc chắn một cách kinh khủng. Anh em có phần cốp như này, mình để đồ cái thứ thoải mái luôn nhá. Em dưới cùng có gì nào. Lốp dự phòng chưa động đến bao giờ luôn, vẫn mới tinh. Đây, nhìn. Đấy, anh em thấy có chiếc xe nào trong phân khúc mà có cái sàn như này không? Không cần phải cách âm cái kia gì cả, nhưng mà tí đó, anh em chạy thử ấy, sướng lắm. Cách âm cực kỳ thích luôn. Rồi, mời anh em chúng ta vào trong nội thất nhé, xem ngó xem nó có những cái gì. 455 triệu có thương lượng. Nói thật với anh em là du di chắc khoảng 10 triệu thì tôi cũng sẽ cố gắng xử lý chiếc xe này cho anh em. Tức là nó sẽ chỉ tương đương với mức giá của một chiếc xe i10 mới. Đấy. Nhưng mà anh em nên lựa chọn chiếc này, chạy nó chắc chắn hơn nhiều, ngồi nó thoải mái đấy. Đấy. Nó là nói gì nói nó vẫn là súp mà. Và chuẩn châu Âu, nó thiết kế cho người châu Âu nên là cái gì nó to, cái gì nó chắc chắn. Ghế thì toàn bộ ghế nỉ nhá. Hàng ghế thứ hai khá ok, rộng, cửa. Đấy. Tương tự như cửa dưới, cửa trên anh em mở như này. Suýt nữa thì 90 độ nhỉ. Này chắc nó phải rơi tầm 87 độ. Không có cái xe nào trên thị trường nó mở cửa to như này. Toàn bộ tất cả những thứ trên mẫu xe này thì hầu hết đều bằng cơ. Chìa khóa cơ, ghế chỉnh cơ, vô lăng cơ, ghế phụ cơ. Đấy, nổ máy thử. Anh em nghe tiếng máy chất không ạ? Đấy, nó chắc cú như này mà điều hòa chỉnh cơ hết nhá. Bù lại thì mình có một số thứ này, ví dụ như là trợ lực của cái vô lăng này, nó là thủy lực, nó hơi nặng chút nhưng mà ở dưới mặt đường như nào mình cảm nhận rất rõ ràng như thế luôn. Rồi màn hình DVD, điều hòa rất là mát nhé. Sấy ghế các thứ là mình có hết. Đấy, và cái cần số nhìn hơi buồn cười. Số tự động mà cần số nhìn như số sàn đấy nhỉ. Lúc đầu tiên tôi ngó cái tôi tưởng số sàn nhưng không phải, số tự động ấy. Rồi. 455 triệu, anh em sẽ lựa chọn chiếc xe này hay là muốn tham khảo giá của các dòng xe khác thì anh em có thể liên hệ với số hotline phía dưới nhé. Cảm ơn anh em và đừng quên like, subscribe cũng như là bấm nút chuông để nhận những cái video mới nhất mà những xe mới nhất sẽ về Việt Nhật Auto. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.